Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Trong video này, mình xin giới thiệu các bạn một địa điểm mới ở thành phố Pleiku, đó là sạp ăn về đêm ở đầu con đường Trần Kiên, đường vào khu chợ Phù Đổng, trước salon ô tô Mazda nằm trên con đường Nguyễn Tất Thành. Anh tên là Hà, anh đã bán sạp đồ ăn này kể từ năm 2018 và đến nay cũng đã được ngót 4 năm hơn rồi các bạn, như là hột gà nướng, khoai lang lắc, khoai lang sấy, hay là các loại bánh nướng, và đặc biệt một món ăn ngon mà khách thường xuyên ghé qua đó là gà hấp mía các bạn, 140 một con. Hương vị thì vô cùng ngon lành và ngọt ngào. Anh chuyên bán các loại đồ ăn vặt về đêm như là hột gà nướng, khoai lang lắc, khoai lang sấy, hay là các loại bánh nướng, và đặc biệt một món ăn ngon mà thường xuyên ghé qua đó là gà hấp mía các bạn, 140 một con. Hương vị thì vô cùng ngon lành và ngọt ngào. Anh bán sạp đồ ăn này tuy chỉ là bán về đêm thôi nhưng mà khách lúc nào cũng đông. Vì thái độ làm việc của anh, đó là những lời nói cử chỉ của anh và cái vệ sinh thực phẩm của anh thì rất chu đáo. Anh rất chỉnh chu trong việc thiết kế sạp đồ ăn của mình. Những lời nói cử chỉ của anh và vệ sinh thực phẩm của anh thì rất chu đáo trong việc thiết kế sạp đồ ăn của mình. Một con gà hấp mía thực sự nó rất ngon và ngọt, và anh nói rằng là anh đã chọn lựa rất kỹ lưỡng. Nói chung thì đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, vệ sinh an toàn thực phẩm thì bảo đảm, mà lại view đẹp nằm ngay ngã tư của đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Trần Kiên các bạn, thực sự là một cái nơi mà đáng tìm tới để nói chuyện, tâm sự bạn bè và thưởng thức những cái món ăn vặt về đêm còn gì là bằng. Thế nên hãy ghé khi có thời gian nha các bạn, chắc chắn các bạn sẽ ấn tượng và sẽ muốn đến lại nơi đây không những một lần, hai lần mà còn nhiều lần nữa. Chúc các bạn ngon miệng. Tạm biệt các bạn.